Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, Trung Quốc gần cả tháng nay tăng cường hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Động thái này của Trung Quốc mang hàm ý gì? Mời quý vị cùng theo dõi ý kiến trong bài ghi nhận sau đây. Từ hôm 7 tháng 5 cho đến nay, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 vào hoạt động khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong đợt khảo sát này, có thời điểm tàu Hướng Dương Hồng 10 cách đường cơ sở của Việt Nam chỉ khoảng hơn 50 hải lý. Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 lên tiếng phản đối Trung Quốc về những hoạt động gần đây của nước này tại khu vực Biển Đông. Cập nhật về tình hình hiện tại, một nhà nghiên cứu Biển Đông yêu cầu được giấu danh tính cho biết, đến ngày 25 tháng 5, Trung Quốc vẫn duy trì tàu nghiên cứu khoa học Hướng Dương Hồng cùng một tàu cảnh sát biển của nước này và một số tàu dân binh có mặt trong vùng biển đặc quyền của Việt Nam. Hôm nay lại đưa thông tin thêm là một tàu hải tuần của Trung Quốc đã đi vào trong khu vực gần bãi Tư Chính. Còn bên Việt Nam thì có một tàu cảnh sát biển và hai tàu kiểm ngư theo dõi, bám sát theo tàu này của Trung Quốc. Báo chí trong nước thì không được đưa tin về vấn đề này. Có lẽ chính phủ Việt Nam một mặt muốn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc. Thứ hai là chuyện Trung Quốc cho tàu vào quấy nhiễu vùng đặc quyền kinh tế đã từ lâu lắm rồi, cho nên họ cũng chấp nhận đó là một chuyện bình thường. Vị chuyên gia giấu tên đánh giá rằng về tương quan lực lượng trên biển hiện nay giữa hai nước thì đương nhiên là Trung Quốc mạnh hơn nhiều. Không chỉ đối với Việt Nam mà tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á cũng không thể so sánh được với sức mạnh về lực lượng tàu đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lúc này không ai muốn mang hải quân ra cả. Các nước chỉ sử dụng những tàu họ gọi là hành pháp mà thôi, chứ nếu mang hải quân ra thì chắc chắn là hành động gây chiến rồi. Chuyên gia về quan hệ quốc tế, an ninh quốc phòng Nguyễn Thế Phương bình luận với RFA rằng thì rõ ràng là cái đối tượng trong tranh chấp Biển Đông của Việt Nam hiện nay thì rõ ràng cái đối tượng chính là vẫn là Trung Quốc. Mà nếu mà nhìn vô nguồn lực thì rõ ràng là nguồn lực của Việt Nam không thể bằng Trung Quốc được. Và cái cố gắng của Việt Nam hiện tại là cái cố gắng mà biến cái năng lực của mình nó càng hiện đại càng tốt, chứ việc mà đuổi theo cái năng lực của Trung Quốc là điều không thể. Ông Thế Phương cho biết, đơn thuần về mặt số lượng, vũ khí trên biển của Việt Nam chắc chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc, nhưng cũng cần phải tính tới hai yếu tố quan trọng khác, thứ nhất là yếu tố con người và thứ hai là học thuyết. Lý giải thêm về diễn biến quá nhanh trên Biển Đông, ông Thế Phương lấy ví dụ, thứ nhất là cường độ hiện diện của Trung Quốc ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập so với cách đây 5 năm. Các tàu cá, hải cảnh, tập trận và các quốc gia khác cũng đưa tàu qua lại ở khu vực này rất nhiều. Cái thứ hai là quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc diễn ra quá là nhanh. Không chỉ là về mặt công nghệ mà còn về mặt tổ chức. Còn cái cách họ triển khai lực lượng ở trên thực địa nó quá nhanh và nó khiến cho một nước nhỏ như Việt Nam hiện tại với nguồn lực không theo kịp. Theo chuyên gia Biển Đông giấu tên cho biết, nguồn cung vũ khí cho Việt Nam đang gặp khó khăn, thì Việt Nam phải tìm nguồn khác mà nó phải tương thích với hệ thống vũ khí đó, và Ấn Độ và Séc chính là hai nước mà Việt Nam đang nhắm tới. Theo ông Nguyễn Thế Phương, với nhu cầu cấp bách ở Biển Đông như hiện nay, thì Việt Nam không thể nào chỉ dựa vào vũ khí từ Nga. Cho nên gần đây, Việt Nam đã có động thái đàm phán với Séc hay đi sang Hàn Quốc để các nước này bán vũ khí cho Việt Nam. Ngoài chuyện đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, Việt Nam còn thực hiện một số biện pháp khác để đối phó với Trung Quốc. Về mặt quân sự, ông Thế Phương cho biết Việt Nam đang tự chế vũ khí ở trong nước, đặc biệt là các loại vũ khí dễ làm để hạn chế nhập khẩu, để dành nguồn lực cho chuyện khác. Thứ hai là gia hạn các loại vũ khí đã cũ. Ví dụ như là cái máy bay mà vừa mới bị rớt, đó là đáng lẽ là về hưu rồi, nhưng mà Việt Nam tăng hạn nó để dùng được thêm, mà khi mà em tăng hạn một độ cũ thì nó dễ hỏng là một điều hiển nhiên. Rơi là một điều có thể expect được, nên nó không có gì là ngạc nhiên cả. Ngoài ra, từ 5 năm trở lại đây, Việt Nam đang đẩy mạnh các hoạt động giao lưu quốc phòng. Nó cũng tạo ra một cái thế giúp tăng cường kết nối, năng lực của Việt Nam. Về mặt ngoại giao, Việt Nam thực hiện chiến lược ngăn chặn chiến tranh từ sớm, từ xa. Theo ông Thế Phương, đây là một vấn đề về mặt ngoại giao là Việt Nam phải làm sao cân bằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Với một nước nhỏ Việt Nam thì Việt Nam kỳ vọng rằng những gì mình làm về mặt đối ngoại nó sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột nào đó có thể xảy ra ở Biển Đông, để không phải dùng tới lực lượng quân sự vốn nói trắng ra là để mà đánh nhau là thua. Vừa rồi là chương trình tiêu điểm nổi bật hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Việt Nam phản đối Trung Quốc cho lắp đặt phao đèn báo hiệu tại quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng, hơn 600 điểm đất quốc phòng có tranh chấp với dân. Hơn 80% doanh nghiệp muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 5 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước, gọi đây là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hôm 24 tháng 5, Trung tâm Bảo đảm An toàn Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể ở quần đảo Trường Sa, bao gồm đá Cá Nhám, đá Ba Đầu và đá Ga Ven. Thông báo của Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết các thiết bị này để bảo đảm sự an toàn đi lại của tàu thuyền. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý. Người đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây cho biết những lo ngại về tình trạng quản lý đất quốc phòng, bao gồm việc quản lý người nước ngoài ở khu quân sự và việc tranh chấp đất đai giữa bộ và người dân tại hơn 600 điểm đất. Báo Nhà nước hôm 26 tháng 5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã trình bày tờ trình dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trước Quốc hội. Ông Giang nói, sau 28 năm thực hiện, pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 bộc lộ những vướng mắc, bất cập, một số nội dung chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế xã hội. Các vấn đề được Bộ trưởng Quốc phòng nêu cụ thể bao gồm việc lấn chiếm, xâm canh trái phép vào phạm vi được giao quản lý, bảo vệ, tình trạng xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động ở một số dự án phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự chưa chặt chẽ, vân vân. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, hiện có hơn 600 điểm đất quốc phòng liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng chưa giải quyết xong. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang phải giảm quy mô kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Một khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính gửi đến Thủ tướng được truyền thông loan vào ngày 26 tháng 5 cho biết có 82,3% doanh nghiệp trong số 9.556 doanh nghiệp khảo sát cho biết như vậy. Báo cáo nêu rõ, trong số các doanh nghiệp còn hoạt động năm 2023, có 71,2% dự kiến giảm quy mô lao động trên 5%, 22,2% dự kiến giảm trên 50%. Có 80,7% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu trên 5%. Tỷ lệ giảm trên 50% doanh thu là 29,4%. Đặc biệt, niềm tin của doanh nghiệp đối với kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành trong bối cảnh hiện nay đặc biệt thấp. Có đến 81,4% doanh nghiệp được khảo sát có đánh giá tiêu cực, rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại của năm 2023. Chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho là tích cực, còn 83,7% doanh nghiệp đánh giá triển vọng kinh tế ngành năm 2023 là tiêu cực, rất tiêu cực. Trong đó có 29,6% là rất tiêu cực. Các doanh nghiệp đưa ra nhiều khó khăn như thiếu đơn hàng, khó tiếp cận vốn vay, thủ tục hành chính rườm rà và phần đông cho rằng hiệu quả điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương quá kém. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.